nhớ lâu buồn, anh đã thương tình mẹ cha. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại với nhau rồi mẹ bảo. Mẹ bảo sao anh? Thằng Tâm nó cứ tính nó cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị mắng thi. Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau. Nhìn vào đôi mắt em mẹ.
hồng nữ. Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc mà. Lỡ một lần sẽ duyên không phải mới, là trọn đời chỉ chút hồ mà thôi. Anh chưa gì